người, đó là thầy Lê Bá Khánh Trinh, là người được giải huy chương vàng Olympic toán quốc tế. Thì sau đó thì cũng chưa từng một ai là chạm đến một giải thưởng hay là một huy chương nào của Olympic toán học quốc tế. Và em muốn đưa ra, em muốn xin hỏi giáo sư là giáo sư có tư vấn gì cho thành phố Huế, cho mặt đất cổ đô về việc tư vấn trên về việc bồi dưỡng và rèn luyện các học sinh trung học phổ thông để mà sau này tương lai khi mặt đất Huế được ghi tên vào giải thưởng Olympic toán học quốc tế. Anh Lê Trung Thắng là một không những là tiếp tục quốc tế mà sau đó anh Lê Trung Thắng là một nhà thơ thật sự, tức anh Minh Trình thì là nhiều lần giảng dạy hơn anh Thắng, bây giờ là giáo sư đại học Trường Cao Trạng Tech, giảng viên xuất sắc. Tôi nghĩ là cái chuyện mà tôi đáng rất ngạc nhiên là cái câu hỏi là các bạn nghĩ là cùng bay thì học sinh Huế đạt được Olympic trong đầu óc tôi thì còn có nhiều hơn như vậy. Tôi không biết là sự tôi nghĩ là Huế là cố đô của truyền thống văn hiến, nên là cái chuyện lớp học lớp Huế những ngành văn chương hay ngành toán được quan trọng, có thể là như là một chuyện hiển nhiên. Thế tuy nhiên là đúng là cái không chỉ là quốc tế mà về mặt nghiên cứu học thì không như là thì Huế ngày hôm nay có lẽ là không được như là Huế cái đây 20 năm. Thì đấy là cái chuyện mà tôi nghĩ là trước hết là cần một cán bộ lãnh đạo của trường nên suy nghĩ thì một cái phương án là để hỗ trợ cho cái nghiên cứu toán của Huế, và cái việc không trọng nghiên cứu toán của Huế tôi nghĩ là sẽ rất là lớn đến việc mà đào tạo sinh viên toán của Huế. Và